Chuyển qua một bản tin xã hội đến từ Hoa Kỳ. Nghi can bị bắt về tội sờ mó phụ nữ mượn lời Tổng thống Trump để tự biện hộ. Thưa quý vị, sau khi một người đàn ông bị bắt giữ vì hành vi quấy rối tình dục ở trên máy bay, thì ông này còn biện hộ và nói là Tổng thống Mỹ nói là việc đụng chạm những vùng nhạy cảm của phụ nữ là bình thường. Vâng, vào ngày 23 tháng 10, 2018, một ông 49 tuổi tên là Bruce Alexander bị bắt giam sau khi quấy rối tình dục một hành khách nữ ở trên chuyến bay của hãng Southwest Airlines đi từ Houston đến Albuquerque vào hôm 21 tháng 10. Theo hồ sơ tòa án thì ông Alexander này đã nghiêng người về phía trước hai lần và chạm vào ngực của người phụ nữ ngồi hàng ghế ở trên. Thì người phụ nữ danh tính không được công bố đã nói với nhà chức trách là đang ngủ thì cảm thấy ngón tay của một người khác đụng chạm sườn bên phải gần dây của áo ngực. Cô nghĩ là lần đụng chạm thứ nhất là vô tình cho nên cô cho qua. Tuy nhiên đến lần thứ nhì diễn ra 30 phút sau đó thì cô đã đứng lên, quay ra phía sau và nói là cô không hiểu vì sao hắn lại nghĩ chuyện đụng chạm cơ thể người khác là được phép, đồng thời yêu cầu hắn ta phải dừng lại. Và người phụ nữ sau đó cũng được phi hành đoàn chuyển chỗ ngồi. Người đàn ông sàm sỡ đã bị bắt ngay khi máy bay hạ cánh và ban đầu anh ta chối tội, nhưng sau khi bị còng tay thì khẳng định và nói là Tổng thống Mỹ nói là việc đụng chạm những vùng nhạy cảm của phụ nữ là bình thường, ám chỉ đoạn video năm 2005 ghi lại cảnh ông Donald Trump khi đó còn chưa làm Tổng thống khoe khoang về hành vi quấy rối tình dục phụ nữ. Thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, đây phải chăng là trường hợp với chấm tạm gọi là thần dân mà muốn bắt chước hoàng thượng hay là con nhà lính mà tính nhà quan? Ông này đúng là không biết là ngứa ngáy tay chân sau đó rồi lại đổ vấy vào cho Tổng thống Trump, mượn uy danh của Tổng thống Trump để mà tự bào chữa cho hành động nham nhở của mình. Vì ông đại khái ông nói là ông Tổng thống nói mò ok mà tôi mò như ông ấy thì sao lại bắt tôi, thì Trump thấy là như vậy là hơi tưởng bở bộ. Ông không biết, ông không biết là mặc dù xứ Mỹ là xứ bình đẳng hạng nhất nhưng mà đó chỉ là lý thuyết thôi, và cái giới gọi là top 1% của xứ Mỹ thì dĩ nhiên là không phải là giống dân thường rồi. Thì anh Khắc Hành có những bình luận ra sao xung quanh câu chuyện này? Ông này chắc có lẽ là một cái dân ái mộ, một cái fan cuồng của ông Trump đây. Thành ra ông Trump nói gì đều nhớ, ghê gớm quá. Thế nhưng mà biện hộ kiểu này thì chẳng khác gì là đâm sau lưng chiến sĩ. Bởi vì sau khi đã sàm sỡ người phụ nữ khác và bây giờ lại đem ông Trump ra biện hộ thì nó chẳng khác gì là xem ông Trump là đảng trưởng đảng dê dẫm. Mà làm như vậy là trong mùa bầu cử lại càng chết nữa. Thì hóa ra là người ta đã quên quên rồi thì lại lôi tội lỗi của ông Trump ra mà bôi cho chát chấu như thế thì có lẽ nó cũng ảnh hưởng tới cái những cái dân cử Cộng hòa đang tranh cử mất. Thành ra nó thương mà hóa ra ghét. Mà nói cho cùng thì ông này chắc có lẽ lúc mà lúng túng quá thì mới biện hộ như thế chứ làm gì mà cả nước Mỹ này ai mà không biết là hiện nay đó, những cái tên tuổi lớn đã từng một thời là ngôi sao trong các lĩnh vực của mình, chẳng hạn như là Harvey Weinstein hay là Bill Cosby, thì bây giờ cái tội sờ mó ngày xưa là coi như là đã cũng bị đem ra xử tội và bỏ tù hết rồi. Thành ra cái chuyện mà cứ nói là đã trở thành ngôi sao thì làm gì phụ nữ cũng được là nó có một cái biện luận nó quá xưa rồi, xưa như diễm rồi. Mà ở đây chúng ta thấy là khó thể tưởng tượng được có một cái người mà nó lại trơ trẽn như cái ông Alexander này. Bởi vì tin đã cho thấy rõ ràng đấy, cái ông này thì phải nói rằng là trái cây ở vườn nhà người ta mà sao lại có thể thản nhiên mà tới mà bẻ mà hái, mà đã bị cảnh cáo một lần rồi. Đã bị cảnh cáo một lần rồi mà lại coi như là lại tiếp tục nham nhở tập 2. Thì nói thiệt chứ nếu mà là cây nhà lá vườn thôi đó, mà cái nham nhở cái kiểu này hái trộm bẻ trộm cái kiểu này là có ngày cũng là mùi răng lẫn lộn chứ không phải không đâu, mà là còn hái trộm người nhà thì coi như là quá tệ, thì là quá trơ trẽn, có lẽ là đến đảng trưởng Trump phải chia trèo thua chứ. Mà tin nó có nói rõ như thế này, tin nó nói rõ là khi mà cái bà hành khách giấu tên ở trên cái chuyến bay Southwest đó thì bà đang thiêu thiêu ngủ thì bỗng bà cảm thấy như là coi như là những cái địa điểm chiến lược của bà đang bị tấn công đó. Thì bà giật mình, bà dậy thì bà thấy một cái bàn tay nó lông lá, nó nhám nhúa quá, những cái ngón tay vừa mập mà vừa ngắn giống như là chuối sứ Thái Lan vậy đó, mà móng tay thì lại cáu bẩn toàn ở đất. Thành ra bà hoảng quá,
bà hoảng quá, bà đứng bật dậy để bà cảnh cáo cái người ngồi đằng sau. Thì mình cứ tưởng tượng là nếu cái bàn tay là bàn tay đẹp mà năm với năm ngón thon thì không biết là cái tình hình nó được cải thiện hay không. Bởi vì cái chuyện bàn tay như thế đó thì làm cho mình nhớ tới chuyện ông Mai Thảo. Ông Mai Thảo chúng ta nhớ là ông có một cái bài thơ rất ngắn và rất hay là chỗ ông đặt tựa đề là chỗ đặt. Đặt tay vào chỗ không thể đặt. Thế mà đặt được chẳng làm sao. 10 năm gặp lại trên đất khách, cười tủm còn thương chỗ đặt nào. Có nghĩa là trong quá khứ ông Mai Thảo cũng đã từng có một cái kinh nghiệm là thả rông bàn tay của mình đặt vào chỗ không và làm vào đặt vào những cái chỗ mà gọi là những cái chỗ địa điểm chiến lược của ai đó. Thế mà hình như người đó không phản ứng mà cũng cứ im lặng để cho ông là để xem là ông làm gì tiếp theo. Thành ra từ đó mình mới có ý nghĩ rằng là ông Mai Thảo thì làm được cái chuyện đó mà ông Alexander thì lại không làm được. Có lẽ là sự khác biệt là ông Mai Thảo có bàn tay rất là đẹp, rất là nghệ sĩ là thôi. Nói chuyện là để im xem là ông làm gì tiếp thì có câu chuyện như này. Có một cái bà còn trẻ đẹp lắm, bà mới chạy tới cái sở cảnh sát, bà muốn trình báo một cái vụ xâm hại tình dục. Thì bà khai rằng là đêm đó tôi thấy rõ ràng là cái thằng ăn trộm nó cậy cửa sổ, nó nhảy vô nhà. Nhưng mà tôi cứ im lặng để xem nó làm cái gì tiếp theo. Thì nó tới, nó vén mùng, nó chui vào giường tôi. Thì tôi cũng cứ im lặng để xem nó làm gì tiếp theo. Thì nó sàm sỡ, nó thoát y tôi. Tôi vẫn cứ im lặng để xem nó làm gì tiếp theo. Ông cảnh sát, ông bực mình, dài dòng của ông nói, thế bây giờ bà muốn là thưa kiện nói về cái tội xâm hại đúng không? Thì bà nói, bà này bà rầu rầu, bà nói là tôi có thưa kiện gì đâu. Tôi nhờ ông điều tra xem là sao lâu quá nó không trở lại. Hóa ra là nhớ bàn tay. Nhiều khi bàn tay quá đẹp. Nhớ bàn tay đẹp. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc điểm tin trong tuần. Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị một ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.